bây giờ mình đã giao xong cho một anh khách ở bên Bến Tre, đó là anh Tấn, một bầy 200 con từng tuổi. Bây giờ tiếp tục giao tới khu công nghiệp Giao Long ở gần cầu Rạch Miễu nha các bạn, 160 con mới nở nha các bạn. Bây giờ hiện tại đang ở nhà anh Tấn nè. Đó, xong mới giao xong, bây giờ bắt đầu lên xe xuất phát giao cho khách bên kia 160 con mới nở luôn các bạn. Hiện tại thì mình giao bày 160 con mới nở tới nhà của chị tên gì? Dạ, em tên Thảo. Dạ, chị Thảo. Chị Thảo ở đây là kêu bằng xã ấp gì chị Thảo? Xã Quế Sơn. Xã Quế Sơn. Dạ. Huyện Châu Thành của Đồng Tháp. Bến Tre. À, ủa, Bến Tre lộn. Tại vì Châu Thành nó, Tiền Giang nó cũng có mà. Đúng rồi, Đồng Tháp cũng mà có. Đồng Tháp cũng có mà Sóc Trăng nó cũng có, nó tùm lum hết trơn. Nó nói Châu Thành các bạn. Dạ. Đi rước mà đấy bị mắt nó chọt chọt vô mắt nó thấy được. Dạ cho anh. Dạ. Coi vô. Dạ. Cái nước. Nè bây giờ mình bắt chim này mình thả ra chuồng đi, đặng mình cho nó uống nước đi. Để nó đi hồi đi. Được chuồng nó lớn nở à, được tại nó mới nở thì tạm thôi. Bây giờ mình lót thêm cái gì? Tấu được không? Được. Em mua bao tấu kìa. Cháu gom cũng được, có gom không? Gom thì phải đi mua chứ đây đâu còn đồng ruộng đâu. Dạ, vậy cháu đi. Dạ. Dạ, chị bỏ cháu vô đi rồi thà sổ nó ra. Dạ, 2 thùng nó 160 con không? Long. Anh tên gì dạ? Đặng mới mốt biết điện biết tên chứ kêu hỏi có biết tên gì. Có số điện thoại không? Dạ em tên Biên. Dạ có cho chị Thảo đâu có nè. Vậy cho số điện thoại với tên tôi đó luôn. Có, dạ số điện thoại thì có mà con không nhớ tên gì. Ghi tên tôi đó. Ở đây đường cũng vô cũng quanh co với thằng lát vô. Mà hồi chỉ anh đi ra đi gần lắm, anh đi thẳng lên đụng cái tường đan nãy phải không? Dạ. Anh chạy thẳng ra ngoài đụng lộn giữa là anh chạy thẳng lên luôn, cứ thẳng lên là đụng cầu Quỳnh Miểu luôn. Đúng rồi, một lát nữa coi cái đường nào đặng né cái đường bụi nè. Giờ ha. Đúng rồi, tại anh... Có không? Cái đường nó đi né được cái đoạn đường này là. Đúng rồi, ngoài đó hả? Ở ra ngoài đó anh chạy lên đụng cái đường đa nãy ha. Dạ. Anh chạy thẳng ra ngoài đụng cái lộn nhựa ngoài. Rồi anh chạy thẳng hoài cứ thẳng. Tại vì một lát em đi giờ đường ra cầu Miểu anh đi em đi về Phà Tân Phú. Phà Tân Phú. Vậy là phải đi đường trở lại đường này rồi. Đường nào hết anh ơi. Không thì ra tới lọt tới cầu Quỳnh Miểu để em chạy ngược trở lại. Ngược trở lại cũng được. Đặng em né cái đường bụi quá trời bụi. Dạ. Dạ em né đường bụi. Tại hồi nãy đường bụi mà quên đem khẩu trang. Tại vì con đi con bên Mang Thít con qua thì con đi phà qua Chợ Lách thì đi phà Tân Phú qua xuống đây nó gần. Cái đi đường kia xa lắm. Khoan để em ra em lấy bóng đèn. Nếu mà tại mình không biết xài định vị chứ gửi định vị qua con là con đi tới luôn khỏi ra mày lộ đó. Dạ. Vụ này rảnh có thằng lính nó hay đó, thằng lính đi học rồi. Được rồi. Trên. Nó tông Vĩnh Long là ngay Thanh Trà nhiều lắm phải không? Xứ Thanh Trà phải không? Thanh Trà là ở khu Bình Minh. À. Khu Bình Minh. Thanh Trà nó hai loại luôn hả? Loại ngọt và chua hả? Cái đó con không gành, cái đó bên con có, con ở huyện Mang Thít này không có trồng cái cây đó. À, ông đi chỗ khu Bình Minh mà gần qua Cồng Thơ á, giáp Cồng Thơ đó, nó bán cái loại đó nhiều lắm. Mình con thấy nó chua lè hột bự chản. Dạ. Bóng đèn bây giờ anh làm bóng đèn. Bóng đèn trước đúng rồi, nó cần độ ấm. Đó thì không có xài không biết, cái này mới làm mà. Có dây điện không? Anh đem dây điện ra đây. Rồi. Này là chim hả? Dạ, chim chỉ. Em với anh đi ra ngoài này coi cái không có coi cái chuồng của anh, chuồng lớn thôi, anh làm cái khu nó trước đi. Chuồng mình mới xây đây chừng lễ hả? Vườn đây mình trồng chủ yếu gì anh? Dưa hả? Chuồng dưa giống. Đây là dưa nái. Cái chuồng này 160 con nuôi lớn. Chặt anh ơi. Chặt. Cái chuồng này nuôi chắc được 50 con. Nếu mình muốn nuôi cho đẹp. Còn nuôi chặt quá nó cắn lông dữ lắm. Bây giờ mà nuôi con chim chỉ đẹp không? Là anh phải kết hợp với cắt mỏ. Anh kết hợp với cho ăn rau đầy đủ. Như là đầy đủ chất á. Với anh kết hợp thêm cái mang mắt kính cho nó nữa. Nhưng mà giai đoạn từ mới nở tới 2 tháng rưỡi tuổi là anh chỉ không, cái giai đoạn đầu mới nở tới 1 tháng tuổi là anh chỉ ví dụ nó cắn nhau thì anh cắt mỏ thôi, chứ không có cho nó ăn rau. Tại vì nó còn nhỏ anh cho nó ăn rau nó chảy. Ví dụ từ 20 ngày tới 1 tháng tuổi anh cho ăn rau dừa thôi, ít thôi. Đó. Bắt đầu qua 1 tháng tuổi bắt đầu anh cho nó ăn rau được rồi. Ăn rau kết hợp với cắt mỏ nếu mà nó cắn nhau. Còn bắt đầu bắt đầu đó tới từ giai đoạn 1 tháng tuổi tới 2 tháng rưỡi tuổi đó thì là vậy đó, anh cứ cho nó ăn rau với nó cắn nhà anh cắt mỏ. Bắt đầu 2 tháng rưỡi tuổi trở lên thì anh mang mắt kiếm thêm nữa. Tại vì còn nhỏ quá mang mắt kiếm nó si với nó mắt kiếm nó vụt ra hết. Khoảng 2 tháng rưỡi. Với cái chuồng kết hợp thêm cái chuồng nó phải rộng nha. Chứ chặt quá thì nó quay qua nó quay lại nó đụng lông, quay qua lại đụng lông. Cái con này mà khi mà nó ra lông búp á, nó cắn nó mừng hơn ông nội, nó cắn được cộng lông nó mừng hơn ông nội. Cái lỗi nó cái bản chất của nó là cái bản tính của nó là nó cắn mổ nhau. Ở đây anh nuôi được bao nhiêu con dê? Ở này mình nuôi có 10 dê nái hả? 10 dê nái hả? 10 nái hả? Mình bán đồ được ngon không anh? Bán ngon lắm, cái này nó mình bán ký. Mình đem nuôi lớn á. Đẻ nhiều nuôi hết nhiêu. Đẻ nuôi nhiều hết nhiêu. Hết nhiêu rồi. Cái này lớn ngày nó bán ngon á. Mình thích nó tốt. Để quay lên coi có bà con nào có thích dê không? Bắt đầu liên hệ với anh bên Bến Tre nè. Cưng quá ha. Mấy nó hiền lắm, đã xanh tốt lắm, mấy nó đó hồi đầu khởi nghiệp giờ đó, 10 năm rồi á. Con bầu nay 3 tháng 3 mấy rồi. Tại vì mình thường thí dụ mình bán thì mình bây giờ thời buổi nó công nghệ mà, công nghệ 4.0 mà. Ví dụ như anh cầm một cái điện thoại lên, anh bấm vô cái YouTube là anh gặp em bán đó thì cái lượng khách hàng anh sẽ tiếp xúc được nhiều hơn. Đúng. Cho nên là bữa nay em quay cho anh nè, để coi một lát nữa sẽ để cái số điện thoại của anh tên gì? Tên Khang. Các bạn, đây là anh Khang ở bên Bến Tre, hiện tại thì đang mua chim chỉ của mình để nuôi gây giống thì mình đang giao ở bên đây được 160 con chim mới nở cho anh Khang gây giống. Là hiện tại qua bên đây là thấy anh Khang nuôi được 10 con dê nái. Thấy mấy con dê cũng thấy cưng, là nuôi cũng có hiệu quả. Anh Khang khởi nghiệp cũng dê này cũng lâu rồi các bạn. Nếu mà ở nhà thí dụ như bà con nào mà nuôi rảnh rỗi thì nuôi thêm một vài cặp dê nuôi thì để kiếm thêm thu nhập thì cũng ok. Thấy dê đẹp nữa các bạn. Quay lên để các bạn nào có bà con như các bạn nào có nhu cầu mua dê giống thì có thể liên hệ nè. Tại vì mình nuôi ở đây tại vườn tại trại thì giá nó sẽ ưu đãi hơn so với những người mà mua đi bán lại các bạn ơi. Thấy dê đẹp không à? Dê ngon lắm, mấy dê để lựa con dữ lắm mới được. Một năm nó đẻ mấy lứa anh? 2 năm 3 lứa. 2 năm 3 lứa. Một con bình quân là nó đẻ bao nhiêu con? Là bình quân là cặp con. Cặp mà một cặp dê là con ha. Cặp con. Sữa dê. Có khi nào mình nặng sữa dê mình bán không? Không có, để không rồi chứ. Ở gần em có cái bà đó bà nuôi mà bà bán sữa dê á. Là sao? Là loại dê này hay là loại dê nào? Cái cúng này vậy ha. Là người ta nặng sữa dê người ta bán hả? Bán. Cân không? Đây đang nọc đây. Mới bắt về có 20 hay mấy. Con đực hả? Con đực. Cân không? Lớn con. Lớn con hết sức ha. Cái này 7-8 kg. Cái này nuôi chủ yếu bán về thịt không hả? Mình bán về thịt, với dê giống nữa. Em thích bán con giống hơn. Này nè, đây nè, để quay qua đây. Cái đám dê con. Dê con ha, dê con để nuôi ha. Nhưng mà nếu có dây giống thì nếu mà có giá thì mình bán luôn. Đây các bạn ơi, có được 5 con dê ha, 6, bên đây 2 con nữa. Bên đây là 5 con. 5 con dê con. Con dê bên lớn vậy là nó được đây khoảng 16 17 kg rồi. 16 17 kg. Là mấy tháng rồi? 1 năm chưa anh? Chưa được năm. À. Con này mới có 5 tháng mấy à. 5 con dê. 5 con dê bên đây 2 con nữa, cũng chạng luôn phải không? Ờ chạng đó, một lứa đó. Cái cưng quá ha. Mấy đó làm giống không, đẹp lắm. Nó dài đòn, nó cao gáo, chân cẳng nó to, nó làm giống được. Mình chọn dây giống là lọn dòm dài đòn cái giò cẳng nó to ha. Giò cẳng lớn. Trời mày cắt ngáo tao mày. Cưng quá. Mấy con này thấy cưng quá. Chơi ra cắn áo ha. Tí lạ. Hồi nãy là gặp anh là đi cắt cỏ về cho nó ăn nữa phải không? À đúng rồi. Đó đó. Còn vườn ở đây là bưởi ha anh, trồng bưởi với dừa đó. Bưởi dừa hả? Ở bển em cũng đang trồng mà lên vườn, em lên vườn hết rồi. Lúc trước em làm ruộng á. Xong cái bắt đầu bây giờ em lên vườn hết, đặng em một số thì em làm chạy nuôi với một số thì em trồng cây không, em không chơi ruộng nữa. Ruộng chán lắm. Ruộng bây giờ không thu nhập đâu, thu nhập không được nhiêu đâu. Năm nay giá cao nè. Năm nay ruộng lúa 130.000 dạ thu mua tại ruộng này mà lên nó sập đồ tùm lum hết trơn, người ta cũng đang gầu cũng chết kìa. Tính ra không lời được nhiêu đâu. Này là chỉ có một con dê đực hả? Ờ, có con dê đực ha. Còn nhiều dê nấy không hả? Dê nấy không. Cái này nó ăn mình cắt cỏ cực dữ không? Không, cắt cỏ mình cũng nuôi, mình trồng đó, trồng đống đó mình cắt về cho nó ăn. Ở đây là mấy cái mô hình này thì mình nuôi thì ví dụ như ở nhà mình có đi mần hồ mần thêm, đối với mấy số anh chị nào mà mần hồ mần này kia thêm thì nuôi mấy cặp dê thêm, ví dụ chiều về mình rảnh cho mình cắt cỏ đầu thêm nó ăn trong vườn này kia thôi. Vườn anh rộng không? Ở đây có con công mấy nè, còn cái công trong vườn trong kia kìa, cái gì? Cái này thì bây giờ mai mốt anh mua lưới mùng á. Lưới mùng anh tính gạo là bằng lưới gì? Này thấy theo gạo gì nó ngon. Lưới mùng. Lưới mùng. Ừ. Lưới mùng ở chơi lưới mùng nó rẻ, nhất là nó rẻ nhưng mà nó chắc. Với hai nữa là ví dụ ở đây mà có mũi nhiều á, anh xịt mũi đó rồi nó dễ, mũi vô ích. Chơi lưới mùng. Bển em chơi lưới mùng. Nó rẻ. Nó rẻ mà nó chắc lắm. Chuột ví dụ nhưng mà nói chung là xài lưới 70 là nó ngon nhưng mà nó mắc tiền. Còn mình xài mà cái lưới Thái lưới lỗ 4 phân vuông anh biết không? Thì cái lỗ 4 phân vuông, ví dụ con chuột mà nó vô nó cắn một cái là cắn một mặt là nó cắn mặt, hai mặt là nó bự cái lỗ nó chà bá vậy. Con kim chỉ nó chui ra lọt. Còn cái lưới mùng con chuột nó cắn vừa cái lỗ nó chung vô thì nó mới lớn nha. Rồi bắt đầu nó nhỏ cho nên là con chim chỉ nó quay ra không lọt. Nhưng mà làm cái nền cao vậy là chuột nó không cắn được rồi. Đúng lý ra ví dụ như có cái này phải không? Cái này là mình lợp nhà cho nó ở trong nhà. Rồi làm cái sân chơi cho nó ở ngoài. Nhưng mà ở đây làm sân chơi nó ở đâu giờ? Giờ không biết làm chỗ nào. Biết không được, cho nó xuống dưới quá. Xuống đâu? Xuống đó đó. Dọn nó cho xuống dưới luôn. Ở bên kia là của ai? Của người khác. Của người khác hả? À, không phải nhà làm rồi, tại vì bên kia không. Trời. Chăm sóc con nó bự lên, nó nhiều đứng bít này luôn ạ. Lớn lên á. Này kẹt lắm thì cái này là chừng 30 mét vuông được không? Đâu được hả? Có chừng 30 trở lại ha. Ờ 30 trở lại à. 30 lại 160 con thì chặt. Ảnh điện dám nói chừng 10 thước vuông đo nói chừng 10 thước. Mười mấy thước hả? Chắc hơn quá tao không có tại em tưởng đâu chừng 10 thước em nói bữa điện nói. À, mười mấy 20 thước. Này chắc cỡ 20 thước của anh. Chứ không tới 30 luôn quá. Không tới 30. Bây giờ biết sao không? Thằng nữa cho mà anh đây thằng nước rồi, quên nữa. Chà, hơi căng. Phải cho nói ra phải không? Ừ. Hẹp. Bây giờ mình nuôi tới khoảng trong vòng 3-4 tháng thì nó không sao rồi đó. 3 tháng, ủa không 2 tháng à. Chuồng này nuôi có tới 2 tháng là không sao. Qua tháng thứ 3 bắt đầu nó lên cả ký con rồi. Chặt dữ lắm rồi. tính tiếp. Ừ, cái đó để từ từ nghiên cứu thêm đi. Nghiên cứu chứ giờ mình định hình cũng không được. Từ đâu cái tính tới đó đi. Lấy thêm ra. Còn hoặc là để một lát nữa em về em để số điện thoại lên trên cái quy giáo này nè. Rồi bắt sau mình chia bớt nuôi tới khoảng 1 tháng, 2 tháng cái bắt đầu chia bớt giống người ta. Ừ, thì đó là cái... Hoặc là nữa đâu Bến Tre mà có mua cái em chỉ qua bán bớt. Cái sao cái bài bán... này là ông cậu ổng cũng ham ổng nuôi là ông ơi, chiều ổng cũng chia lại hết khoảng chừng 2-30 con rồi. Kia ông chia lại 60 con đi. Để ông xuống còn sao? Tại nay kẹt là ông xuống không được. Ví dụ ổng là được không? Nói chung có không cần đâu. 100 con là được ha. Ừ. 100 con thì nó cũng hơi chật nhưng mà chỉ gán được. Ừ. Chịu khó mình làm mấy cái dàn cây trên cho nó đứng đặng, ví dụ nó cắn lộn thì nó có leo lên cây nó trốn được. Ừ. Nhưng mà làm cũng như mình cái cây ở trên mình làm cho đứng, mình làm sao để mà khi mình vô bắt đó, cho nó dễ nha, chứ để chằng chịch tùm lum trên mình thọt nó chạy nó lủi mình thọt bắt không được nó mệt lắm. Đầm đầu đó, đầu được không? Đầm đầu mình vô được không? Không, ngang đây cũng được đó, nhưng mà mình làm sao cho nó thưa á, anh hiểu không? Anh làm sao cho nó nữa mình tới mình phải lường tới cái lúc mà mình đi vô mình bắt nó. Chứ để nhiều người ta gác tùm lum hết trơn thì vô bắt không được. Thì nó chạy nó lủi đó, mình sao mình lủi theo nó được. Mình thọt cái vợt theo cũng không được nữa. Mấy con chim này nó chạy nó lủi lắm. À. Có nghĩa là anh bây giờ phải làm chuẩn bị một cái cây vợt. Bây giờ nó bắt nó. Bây giờ ấm cho nó chất lượng đi rồi để ông chú ông chị không hết thì để mai chiều có khách ở bên đây nè. Ví dụ có khách bên đây nè. Rồi người ta có hỏi mua thì em chỉ giới thiệu gần bên đây nè cho chia lại cho người ta. Con còn dê xúc chuồng không à hay gì rồi? Với con à, bên ngoài nó kiếm ăn đó. Các bạn ơi, bữa nay là giao chim cho anh Khang thì gặp được cái mô hình nuôi dê thì nói chung là số điện thoại thì lát mình để phần mô tả, các bạn nào có ở gần đây khu vực đây cũng muốn mua dê giống thì liên hệ với anh Khang, dê đây thấy rất tốt luôn các bạn. Còn chim chỉ thì thấy cái chuồng thì của ảnh thì nó hơi chật nhưng mà ảnh chưa có ý định chia cho nên là số điện thoại các bạn điện liên hệ mua dê thôi nha. Còn nếu mà các bạn nào mà có mua chim chỉ mà mua nhỏ lẻ để nuôi á, ở khu vực ở đây là gần khu công nghiệp Giao Long nè các bạn, cho nên là nếu mà có mua nhỏ lẻ để nuôi, vài cặp để nuôi thì các bạn liên hệ với anh Khang. Tại vì nếu các bạn liên hệ với mình thì nó xa quá, cái giá bán lẻ thì ở đâu cũng như nhau thôi à. Mình bán lẻ giá cũng cao lắm chứ không phải là giá thấp. Giá cũng bằng với bà con, mình chia lại cho bà con rồi hướng dẫn cho bà con giá đó, bển em bán giá lẻ đó rồi anh chị bên đây bán giá lẻ cho nó bằng cái giá nhau cho mình dễ bán đó, cho nên bà con và các bạn nào ở gần khu vực này nè có muốn mua chim chỉ lẻ để nuôi thì liên hệ với anh Khang. Địa chỉ thì mình sẽ để cụ thể ở trong phần mô tả của video nha các bạn. Vậy là kết thúc hành trình giao chim hôm nay nha các bạn. Bữa nay thì giao cho anh Tấn cũng ở gần ở dưới cầu Rạch Miễu, giờ anh Khang bây giờ là đã giao xong cho anh Khang rồi, là hướng dẫn cho anh cách chăm sóc chim con, cách ấm chim con này kia thì xong hết rồi. Có gì thì anh sẽ liên hệ với mình nữa. Đó. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình về các bạn ơi, chào các bạn nha.